Hello mọi người, xin chào mọi người. Bởi vì hôm nay á, là ngày chính thức mình đăng ký trên kênh YouTube Yến Phạm Family in Italy. Mà thật sự hôm nay là tôi rất là bận rộn, mình rất là bận rộn để mà đọc những cái điều khoản ở trên trên YouTube, cho nên là không có thời gian ăn cơm. Nhưng mà nói cho mọi người nghe là ăn những cái nó rất là đơn giản nhưng mà tôi cảm nhận được là nó ngon không thể tưởng tượng. Mọi người có muốn biết là hôm nay vì bận rộn quá tôi không có thời gian tôi ăn cái món gì không? Xin thông báo với mọi người là cơm cháy cơm cháy, tức là mình không có nấu bằng cái nồi cơm điện, tại vì cái nồi cơm điện là một khoảng thời gian trước là nó bị cháy rồi, xong rồi sau đó là tôi nghe một người bạn nói là nấu cơm bằng bằng nồi chống dính, bằng bếp ga nồi chống dính sẽ rất là ngon, có cháy rất là ngon. Sau đó thì là tôi thử một vài lần, ngon tuyệt vời, cho nên sau đó là tôi không mua nồi cơm điện nữa. Mà mỗi lần tôi nấu là tôi nấu một ít gạo để cho có cơm cháy. Rồi là tôi đậu ve luộc. Đậu ve luộc chấm với lại nước mắm ớt chanh. Tôi ăn một món rất là đơn giản, rất là dân dã, nhưng mà tôi ăn là tôi ngồi mồ hôi một kê nó chảy ra. Sau đó cảm nhận được là nó rất là ngon. Xong rồi nói thôi để quay cho mọi người coi, rồi cũng nói cho mọi người biết là mẹ con nhà Tây Lai ý việc này sẽ thử sức với lại thử sức với cái kênh này thử xem sao. Có thể là đầu tay đầu chân bước vô thì là mình sẽ không được nhiều cái lượt coi, không được nhiều cái follow, không được nhiều người theo dõi mình. Nhưng mình cái gì nó cũng phải có cái sự khởi nguồn, có cái sự bắt đầu. Mình phải chịu khó thì là mẹ con nhà tớ thì là sẽ thử sức một lần thử xem sao. Xin nói là mẹ con nhà tớ, nhưng mà thật sự chiều nay á, thằng Tây Lai nó đi theo ông bà nội nó mất tiêu rồi, cho nên là có ở nhà có một mình mẹ nó, cho nên là mới ăn cái món dân dã rất sức là dân dã này. Tôi nói ở đây á thì là một khi mình ở nước ngoài mình ăn mình cảm nhận được nó rất là ngon, nhưng mà nói về mà ở Việt Nam mà bà má tôi mà ngồi ăn cái kiểu này thì bà vừa ăn bà vừa kêu bằng cái gì hận đời sao mà đen bạc á. Đúng không mọi người? Tôi nói giờ tôi ăn thử cho mọi người coi này nha. Trời ơi, tôi nói cái cơm cháy này nó rất là ngon. Nó rất là giòn, nó rất là ngon. chấm một miếng đậu luộc với lại nước mắm ớt cay, thiệt là cay, tôi nói ngon lắm mọi người ơi. Ngon tuyệt vời. Mà thông báo là nước mắm này là không phải là nước mắm đơn giản đâu, nước mắm là tôi phải xách từ ở Việt Nam qua. Nước mắm kêu bằng là nước mắm của Nha Trang, nước mắm cá cơm, nước kêu bằng nước mắm gì ta, nước mắm cá cơm mà cái loại ngon nhất đó. Tôi ráng tôi cổ, xong rồi mỗi lần mà ông xã mà đi công tác quay Việt Nam á, là bà ngoại má tôi là bà sẽ đóng thùng, nào là bánh tráng, nào là mắm nêm, nào là nước mắm Nha Trang, đặc sản Nha Trang, đặc sản đồ ăn, rồi xong rồi ông xã vô tới Sài Gòn để mà ổng về lại bên này á thì là ổng phải mua xoài sống. Rồi tôi nói tôi cần cái thứ gì là tôi phải lên mạng tôi sợ tấm hình đó, xong rồi cái là tôi gửi qua cho ổng, rồi là ổng sẽ săn lùng những cái thứ mà tôi cần đó là ổng đem về cho tôi đó. Cho nên là nhưng mà hôm nay là chỉ có được là nước mắm cá cơm sạc đó, với lại ớt, với đậu ve xào, đậu ve luộc, với lại cơm cháy. Ok, bye bye mọi người. Thank you.